Nhà hôm nay thì kênh Thái Hải TV2 xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái phân tích trước cái trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào trong khuôn khổ là cái trận đấu mở màn của AFF Cup năm 2022 nha quý vị. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 19:30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2022 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên hai kênh VTV5 và VTV Cần Thơ. Quý vị và các bạn có thể vào một trong hai kênh trên là sẽ xem được trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Lào và đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta tại AFF Cup năm 2022. Hoặc giả là quý vị và các bạn cũng có thể là click vào đường link phía dưới phần mô tả video này là sẽ xem được trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Lào và đội tuyển quốc gia Việt Nam tại AFF Cup nha quý vị. Và bây giờ thì là một cái phân tích trước cái trận đấu, đó chính là chúng ta hãy cùng dự đoán cái đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam để mà đấu với Lào như thế nào nhé quý vị. Nếu như đội tuyển quốc gia Việt Nam sở hữu rất là nhiều ngôi sao chất lượng thì mọi sự chú ý của Lào sẽ dồn vào ngôi sao Kekeo Phonpho, một cái ngôi sao Việt kiều, Lào kiều của bên phía đội tuyển Lào nha quý vị. Thật khó để đoán định được ý đồ của huấn luyện viên Park Hang-seo ở bất kỳ trận đấu nào. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn muốn đội tuyển quốc gia Việt Nam có được khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup năm 2022. Dù là trước một cái đối thủ yếu là đội tuyển Lào thì đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng khá khả năng rời sân với lại là 3 điểm và ra sân với đội hình mạnh nhất. Ở hàng thủ không quá khó để dự đoán khi Văn Lâm chắc chắn sẽ là cái có một cái xuất phát chính tại cái khung gỗ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Với việc Bùi Tiến Dũng chưa khỏi Covid-19 thì bộ ba trung vệ tối ưu nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam có thể sẽ là Thành Trung, Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải. Hai hậu vệ cánh là Hồ Tấn Tài và Đoàn Văn Hậu đều đang có cái phong độ cũng rất là cao. Đó, khu trung tuyến có lẽ được quán xuyến bởi Hùng Dũng và Tuấn Anh. Khả năng cao Hoàng Đức sẽ được cất ở trận đấu này vì chưa hoàn toàn đảm bảo có được cái thể lực tốt nhất. Cho dù là Hoàng Đức là một cái cầu thủ không thể thay thế ở đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng mà huấn luyện viên Park Hang-seo không thể mạo hiểm ở cái trận đấu mà trước một cái đối thủ được đánh giá yếu hơn như là Lào. Trước đối thủ được đánh giá yếu như đội tuyển Lào thì quả bóng vàng Việt Nam năm 2021, Hoàng Đức có lẽ chưa cần phải ra sân để mà giữ sức cho những cái trận đấu quan trọng hơn, đặc biệt là cái trận đấu đối với lại là Malaysia hay là Myanmar. Tiến Linh chắc chắn sẽ có một cái vị trí chơi cao nhất trên hàng công, hỗ trợ anh khả năng cao sẽ là Quang Hải và Tuấn Hải. Quang Hải cũng đang rất là nóng lòng được chơi ở AFF Cup sau khoảng thời gian dự bị khá là lâu tại Pop C nên được ưu tiên đá chính. Tiền vệ số 19 cũng có thể lùi xuống hàng tiền về ở tùy từng thời điểm để nhường lại hàng công cho cặp tiền đạo là Tiến Linh và Tuấn Hải. Về phía đội tuyển Lào thì Kekeo Phonpho chắc chắn sẽ đá chính từ đầu giống như những cái trận đấu giao hữu vừa qua. Hỗ trợ cho anh sẽ là Sovani. Đội hình của Lào vẫn có bộ khung chơi khá tiến bộ ở SEA Games 31. Nhiều cầu thủ trẻ sáng giá như Siphon Phan hay là Phọt Tha Vong hay là Cha Tha Vi Say. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng nhận định đối thủ đội tuyển Lào trận đấu đầu tiên sẽ không quá khó khăn khi Lào dù có quyết tâm nhưng con người thì không có nhiều thay đổi. Ý đồ của chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn sẽ là lối đá tấn công nhanh phủ đầu ngay trong hiệp 1 trước khi có các cái phương án là bảo đảm lợi thế trong cái 90 phút để có được cái chiến thắng trong cái trận ra quân này. Đó chính là cái Thái TV muốn dự đoán trước cái đội hình. Đó. Thì bây giờ xin tóm lại là cái đội hình của chúng ta có thể huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng là 3-4-3, thủ môn là thủ môn Đặng Văn Lâm, 3 trung vệ đó chính là Thành Trung, Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh, hai hậu vệ cánh có thể là Đoàn Văn Hậu là Hồ Tấn Tài, hai tiền vệ ở giữa đó chính là Hùng Dũng và Tuấn Anh, còn ba tiền đạo có thể là Tuấn Hải bên cánh trái, Quang Hải bên cánh phải và Tiến Linh là cái trung phong cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đó chính là những cái chia sẻ, cái dự đoán đội hình mà Thái TV muốn gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn trong cái video ngày hôm nay. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin phép gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin nữa. Đó chính là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ có một cái trận đấu trên
sân nhà của Singapore, là một cái sân đấu nhỏ nhất của Đông Nam Á tại AFF Cup lần này. Như quý vị, đây là một cái thông tin có thể nói là cũng không có vui cho tất cả các cái đối thủ nào mà thi đấu tại trên sân này. Thì quý vị và các bạn đã biết rồi, ở kỳ SEA Games trước ở trên sân vận động Singapore này nè, thì cái sân này là một cái sân rất là nhỏ, chỉ chứa được có 6.000 người mà thôi, và có được cái đường pitch nó rất là nhỏ, rất là khó khăn cho các cầu thủ họ có thể khởi động được. Cái thứ ba nữa là cái nhiệt độ tại cái sân này cũng rất là nóng, hơi nóng đấy, nói chung là trên dưới 30 độ C. Và vì là sân cỏ nhân tạo cho nên là cái mặt sân của nó không có được đảm bảo, và ảnh hưởng tới cái tốc độ cũng như là xử lý bóng của các cầu thủ của cả đôi bên. Nhưng mà thật sự là Việt Nam của chúng ta sẽ là những cái đối thủ bị thiệt thòi hơn, vì là sân là sân của họ, họ quen rồi. Còn chúng ta qua bên đó thì chúng ta, họ kêu mình đá sân nào thì mình đá sân đó thôi, chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Nói chung là một cái giải đấu mà chúng ta nhìn một cái sân đấu như vậy, chúng ta cũng không muốn coi tí xíu nào. Nhưng mà thôi, vì cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, chúng ta đành phải là chấp nhận. Nói chung là biết đâu được họ có cái chiêu gì đó, họ cố ý họ sắp xếp như vậy để chúng ta gặp khó khăn thì sao. Đấy, thì cái chuyện đó là cái chuyện của họ. Còn chúng ta thì bây giờ cũng có qua bên đó, chúng ta đá cái sân nhỏ, sân to gì cũng thế thôi. Về Mỹ Đình của chúng ta thì cái sân Mỹ Đình của chúng ta thì cũng không có được tốt cho lắm. Nói chung cái dạo này thì đá với Dortmund đó, quý vị và các bạn đã thấy rồi, cái khung thành mà nó dở lên luôn. Thì hy vọng rằng trong tương lai gần thì Việt Nam của chúng ta sẽ có một cái sân thật là đẹp. Campuchia đó quý vị, thấy cái sân của họ chuẩn bị cho SEA Games, họ xây nó lớn như lắm. Hôm bữa đá trận mở màn, họ thắng Philippines với tỷ số 3-2. Chúng ta nhìn thấy là cái khán đài của họ là rất là nhiều lớp, rất là nhiều tầng, rất là đẹp luôn. Và chúng ta hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ có một cái sân vận động quốc gia thật sự là đẳng cấp. Đó, bên phía Malaysia họ cũng có một cái sân rất là to, rất là đẹp mắt. Quý vị và các bạn thấy ít nhất thì cũng được như cái sân của Campuchia cũng được đi. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình của chúng ta thì nó cũng hơi nhỏ, và chúng ta như là chúng ta cũng có cảm giác như là coi ở trên cái TV chúng ta thấy cái mặt cỏ nó cũng hơi bị xuống rồi ha. Thì hy vọng rằng tương lai chúng ta sẽ có cái sân như vậy, sân được như ý muốn. Nói chung là tổ chức một cái giải mà Đông Nam Á mà chúng ta nhìn thấy cái sân mặt cỏ nó xấu quá thì chúng ta cũng hơi nản. Nhưng mà thôi, đành chịu. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thai TV 2 một like, một comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo, di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát live stream thì hãy liên hệ với Thai TV 2 qua số điện thoại 0939732349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã yêu mến ủng hộ kênh Thai TV 2 trong thời gian vừa qua nha. Và bây giờ xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.